Vương Quang Loa Audio Hải Phòng xin được kính chào toàn thể các bác nhé. Và trong ngày hôm nay thì em lại tiếp tục về được thêm một đôi loa. Model rất là hiếm ở DB các bác nhé. Ít gặp. Đó là dòng 4 số, model là 4628B. Sản xuất tại USA. Và dòng loa em xin giới thiệu sơ qua về dòng loa này thì nó gồm có cấu tạo là loa 3 đường tiếng các bác nhé. Loa 3 đường tiếng gồm một 340 từ 22 qua 100, một loa chung 20 và một tép kèn tay voi. Và trong những cái model của TB ấy, thì những cái model thông dụng thì anh em tìm rất là dễ và nó nhiều. Những cái model dòng 4628B thì các bác tìm này nó rất là ít các bác nhé, rất là hiếm gặp, lâu lâu mới về được một cặp thôi. Và hôm nay thì em lại tiếp tục về được một cặp rất là đẹp các bác nhé. JBL Cabaret 4628B được sản xuất tại USA. Đây là cái đằng sau của nó các bác nhé. JB người ta làm rất là thông minh. Nước ngoài thì người ta làm những cái cặp loa từ nó bao nhiêu năm rồi, nhưng mà bây giờ những cái phát minh của nó vẫn còn mang tính thời đại các bác. Đấy, như cái rác này mình rút ra cái này nó sẽ che này luôn đấy, bảo vệ. Đây còn nguyên tem CG ở nước ngoài người ta dán này này các bác nhé. Đấy, đây là đường vào của nó nhé, đây là đường đánh bi am này, đây là hai đường vào. Cặp loa này nó có trở kháng là 8 ohm. Vì bên kia người ta đánh nhạc nên là hơi to, nên là các bác vui lòng mà chịu khó nghe kỹ giúp em nhé. Logo của JBL hai bên rất là đẹp. Cái loa này nó cũng rất là nặng các bác, tầm phải đến 50 cân cho một chiếc loa này, rất là khủng. Bây giờ em sẽ quay chi tiết nội thất của nó để các bác cùng xem. Đấy, các bác nhìn nhé, những cái loa mà nó còn mới dã man như này. Các bác nhìn quả chung của nó, các bác nhìn này, rất là mới luôn nhé. Đấy, trong này là nó có một cái hộc đựng loa chung này, cực đẹp luôn. Đây là quả chung, đây là quả tép tay voi, tép xì nhé. Quả tép này thì là nó thường ở trong những cái dòng loa như là 4732A hoặc là X. Cái dòng loa 3 đường tiếng thì nó hay có cái tép này, tép rất là hay. Đấy, đây là quả tép các bác nhé. Và đây là quả bát, các bác cùng chiêm ngưỡng cái bát xem nó đẹp dã man như thế này. Em quay sẽ quay chậm để các bác cùng xem cho nó rõ nhé. Đẹp dã man, một cặp loa gọi là mang tính chất sưu tầm cũng như là thưởng thức. Và cái bát này của nó rất là khủng các bác nhé. Bát này là bát từ 22 qua 100 nhưng mà nó nặng hơn bất kỳ những cái bát 40 nào của JB. Kể cả bát 226 HPL của dòng X không bao giờ nặng mà cái này. Vì các bác nhìn cái viền nó làm rất là dày. Đây là em phải đi em lót cái này và tí mới bê lên thì nó rất là nặng các bác. Nặng lắm. Các bác nhìn cái từ nó dày như này mà. Từ dày hơn những cái dòng 4 số của JB các bác nhé, từ dày lắm. Đây bát của nó là E145 8 ohm. Đẹp dã man luôn các bạn. Cái cặp loa này thì mình
mua không phải suy nghĩ gì cả. Và đây là trong phân tần nhé các bác nhé, phân tần này. Vì là em quay nó không được sáng, nó thiếu sáng nên là các bác nhìn nó hơi bị tối một chút. Đẹp lắm các bác, thơm. Cặp loa này dành cho anh em coi là mang chiếc siêu tầm mà nghe nhạc thì cái cặp loa này nó đánh thì các bác không thể chê được một điểm gì. Và cái bát của nó rất là nặng các bác ạ. Đây các bác nhìn nhé, mới này. Giờ còn kiếm đâu ra được những cái cặp loa nó mới đét như này. Đấy. Cực kỳ giá trị đối với anh em nào mà sưu tầm và thưởng thức các bác nhé. Và đây một chiếc này, em sẽ tháo những cái căng của nó ra để các bác cùng xem nhé. Đấy, các bác nhìn có đẹp không? Đấy, nhìn cái quả chung của nó và cái màng của nó 35 nó còn sáng dã man như này, các bác nhìn không thể chê được một cái điểm gì. Đây là quả tép kèn tay voi này, em chưa vệ sinh đâu. Đây là cái bát của nó, các bác nhìn tuyến bát này, bụi nhé, vẫn còn nguyên này. Đấy, bụi này. Đấy, em chưa vệ sinh mà nó đã bóng rực rỡ đẹp như này, đẹp dã man các bạn, chả biết nói câu gì nữa. Chỉ biết nói là rất là đẹp thôi. Và những cái dòng loa mà ba đường tiếng mà nó có cái giải chung này thì cái giải chung của nó, trung âm của nó tái tạo rất là rõ ràng. Và như cái dòng loa Cabaret 4628B này thì thùng nó rất là sâu các bạn, thùng nó vuông sâu nên là đánh giải bát nó cũng rất uy lực. Tép thì là len keng và tép rất là lẩy các bác nhé. Trung âm thì rõ ràng. Đợt tới thì em sẽ test chất âm của nó để các bác cùng thưởng thức và nghe cũng như tham khảo. Đấy. Và sơ lược thì em cũng đã giới thiệu qua cái cặp loa này rồi. Cặp loa đẹp xuất sắc. Căng cái căng cước các bác nhé, vẫn còn nguyên nhé. Đấy. Các bác nào mà có nhu cầu sở hữu cặp loa JBL Cabaret 4628B thì liên hệ với số điện thoại của em Quang Audio Hải Phòng này các bác nhé. Và em ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác đã bấm đăng ký cũng như ủng hộ những sản phẩm của em. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.